cho bao nhiêu, hưởng bấy nhiêu. Một nhà doanh nghiệp ở Boston trong hội các đẳng linh hồn đã cho hội một số tiền lớn để xin lễ hàng năm. Cha giám đốc của hội rất ngạc nhiên vì lòng quảng đại của ông, vì người biết ông này không giàu có gì. Một ngày kia, cha giám đốc hỏi ông một cách nhã nhặn rằng số tiền ông biếu tặng hội để xin lễ có phải của ông hay ông gom lại của nhiều người khác. Những gì con dâng cúng, thưa cha, người đàn ông đáp, nó là của riêng con, nhưng xin cha đừng lo, con không phải là người giàu có, và có thể cha nghĩ rằng con đã cho nhiều hơn cái khả năng của con. Không phải vậy, các linh hồn cho con được hưởng nhiều hơn là những gì con đã cho đi. Không ai rộng lượng hơn các linh hồn. Người thợ in ở Cologne. Số người thợ in lừng danh ở Cologne tên là William Freysen đã thuật lại cho chúng tôi biết là làm cách nào con ông và vợ ông được phục hồi sức khỏe bởi các linh hồn. Một hôm, con trai ông lâm bệnh nặng và mỗi lúc làm cho ông càng thêm thất vọng. Sực nhớ tới những gì ông đã đọc được về quyền lực của các linh hồn trong cuốn sách ông đang in, ông William lập tức hứa sẽ tìm phổ biến cuốn sách này lan rộng ra bằng cách dùng tiền của mình mà mua 100 cuốn sách đó để phổ biến. Muốn cho lời hứa được thêm long trọng, ông liền vô nhà thờ để khấn hứa với Chúa. Ngay tức khắc sau kinh nguyện, ông cảm thấy sự bình an với một niềm tin tưởng tràn đầy trong tâm hồn. Về nhà, đứa con trai ông từ nhiều ngày qua đã không nuốt nổi một giọt nước. Thế mà bây giờ nó lại đòi ăn, và sau đó ít ngày nó đã hoàn toàn bình phục. Lập tức ông William mua 100 cuốn sách về lửa luyện tội để phân phát cho những người quen thân. Ông nghĩ rằng cách tốt nhất để giúp các linh hồn là làm cho nhiều người ý thức giúp đỡ các linh hồn. Vì không có ai trên đời này một khi đã biết các linh hồn chịu đựng đớn đau ngụp lặn trong biển lửa mà có thể dửng dưng làm ngơ không cầu nguyện cho các linh hồn. Thời gian trôi qua, một nỗi buồn khác nữa lại đến với người thợ in. Lần này, chính người vợ quý yêu của ông lâm bệnh. Dù có chăm sóc điều trị đủ kiểu, đủ cách, bệnh tình của bà mỗi ngày một nặng thêm. Bà mất trí nhớ và mọi cơ năng hầu như đã hoàn toàn bị tê liệt. Bác sĩ cũng đành bó tay. Ông chồng nhớ lại những gì mà các linh hồn đã làm cho con trai ông, nên một lần nữa ông chạy tới nhà thờ và hứa sẽ mua 200 cuốn sách về lửa luyện tội để phổ biến, hy vọng các linh hồn sẽ cứu lấy vợ ông. Lạ lùng thay, trí nhớ của bà bình phục, thần não bộ và phần lưỡi bắt đầu hoạt động trở lại. Trong một thời gian sau, sức khỏe của bà ta đã hoàn toàn được bình phục. Chữa lành bệnh ung thư. Dichonder Meneses đã kể lại sự lành bệnh của bà ta như sau. Bà đau đớn dữ dội bởi chứng bệnh ung thư cứ lớn dần trong chân của bà.
Bà chìm ngập nỗi buồn phiền đau đớn vô chừng, nhớ lại những gì đã nghe được về các linh hồn ở luyện ngục. Bà liền đặt tất cả niềm tin nơi các linh hồn và dâng chính thánh lễ để cầu nguyện cho họ. Bà còn hứa nếu cơn bệnh này qua khỏi, bà sẽ loan truyền rộng khắp về sự lạ. Các linh hồn đã giúp bà lành bệnh. Và rồi, lời cầu nguyện của bà đã được chấp nhận. Lần lần chỗ sưng xẹp xuống, cái bướu ung thư đã biến mất. Sự thoát hiểm khỏi tay bọn cướp. Cha Louis Menachi, một linh mục rất sốt sắng nhiệt thành trong vấn đề truyền giáo, người rất tận tâm với các linh hồn nơi luyện ngục. Người biết người có bổn phận phải làm một cuộc hành trình rất là nguy hiểm, nhưng người tin tưởng ở sự kêu xin các linh hồn, họ sẽ phù hộ cho người khi gặp nguy hiểm. Con đường người đi dẫn qua một cái sa mạc rộng lớn. Theo như người được biết, đó là chỗ của bọn cướp bóc hoành hành. Trong bước đi nặng nề, mệt nhọc, người lần hạt cầu cho các linh hồn. Không ngoài sự ngạc nhiên của người, nhìn quanh, người thấy có một người hộ vệ và những thần linh đang bảo vệ cho người. Ngay khi khám phá ra sự việc đó thì cũng vừa lúc rơi vào cảnh mai phục của bọn cướp. Tức thì các linh hồn bao vây lấy người và dẫn người ra khỏi tay bọn người ghê đê tiện dã man đó. Các linh hồn thánh thiện đã không rời bỏ người cho tới khi người ra khỏi chỗ hiểm nguy sống lại. Câu chuyện như thế này: một thanh niên trẻ trong họa đạo tôi ngã bệnh nặng với chấn thương hèn. Cha mẹ anh quá đỗi buồn rầu và xin tôi tiến dẫn anh tới hội cầu nguyện cho các linh hồn. Đó là ngày thứ bảy. Người thanh niên đang đứng trước cửa tử thần. Các bác sĩ phải cầu cứu tới các loại dược phẩm đặc trị. Nhưng rồi tất cả đều vô hiệu. Các bác sĩ không thể nghĩ ra điều gì khác hơn. Tất cả hầu như đã tuyệt vọng. Nhưng chỉ riêng tôi vẫn còn hy vọng. Bởi tôi đã biết quyền lực của các linh hồn. Tôi đã thấy những gì các linh hồn đã làm được. Ngày Chúa Nhật, tôi năn nỉ hội các linh hồn cầu nguyện một cách sốt sắng cho bệnh nhân. Ngày thứ hai, sự nguy hiểm qua khỏi, người thanh niên trẻ đã được lành bệnh. Hãy đọc và ý thức. Trong cuộc đời tôi, vị linh mục đã viết, tôi để ý với một sự ngạc nhiên là có rất ít người Công giáo giàu lòng quảng đại với những người nghèo khó, mặc dù đó là lệnh của Thiên Chúa muốn họ làm thật rõ ràng. Tôi cũng đã có nói có một số người Công giáo rất quảng đại, rất tốt bụng. Người thì lo cho người nghèo, người thì chăm sóc các thứ bệnh như cùi, lao phổi, ung thư, thần kinh. Người thì thích giúp đỡ giới trẻ, người khác thì thích giúp đỡ người già. Tất cả các thành phần nghèo khó trong xã hội đều được giúp đỡ. Nhưng như tôi đã nói, số lượng những người quảng đại cần phải có nhiều hơn nữa, và họ cần phải rộng lượng hơn nữa. Nhưng có rất nhiều điều lạ, và lạ nhất là tôi chưa gặp một người nào chịu dâng cúng cả trái tim hoàn toàn nguyên vẹn của họ cho sự từ thiện lớn lao nhất, cần thiết nhất,
cần thiết trên các sự cần thiết, đó là giúp các linh hồn trong luyện ngục. Có thể đã có vài người làm như vậy, nhưng đối với tôi chưa được gặp một ai. Thật sự, những lời linh mục này nói không sai tí nào cả. Cách tốt nhất là hãy phổ biến cuốn sách này ra cho nhiều người được biết, để các linh hồn đau khổ kia có thêm hàng trăm người bạn nữa. Những ai đã đọc được những dòng này chắc sẽ không còn từ chối giúp đỡ các linh hồn. Tạ ơn Chúa.